Xin chào các bác đã trở lại kênh hàng chục bãi giá rẻ nhé. Hôm nay em lên cho các bác một cái điều hòa cửa sổ hình vòng vòng cung nhé. Con này là con của Toto Zomi nhé. Hình thức trước sau đấy bác. Hình thức trước sau nhé. Con này của nó là điện áp 100V, công suất tiêu thụ là 675W đến 674W nhé. Con này đây, con này có ion khử khuẩn nhá. Có khiển theo máy này, khiển có thể chỉnh được nhiệt độ lên xuống nhá. Chế độ hẹn giờ nhé. Đấy, 1 tiếng này, 2 tiếng, 3 tiếng này. Con này hẹn giờ nhá. Đấy. Có chỉnh chế độ chuyển sang chế độ được nhá. Đấy. Con này là nó giờ nó hàng nó về thì mất cái cửa gió đẩy sang trái sang phải nhá, nó chỉ giờ chỉ đẩy lên để xuống được nhá. Đấy. Đấy, hình thức đấy. Quay lại một vòng cho các bác xem. Đấy, dàn lưới đi. Rất là đẹp nhé. Có đây là dàn lưới chống bụi nhé. Em đo nhiệt độ cho các bác xem. Nhiệt độ xuống rất là nhanh nhé. Nhiệt độ đang xuống nhá, được 20 độ rồi. Xuống 18 độ rồi. Xuống 17 độ rồi. Để càng lâu nó còn xuống nhé các bác nhé. Đó, xuống em đo tạm đến 16 độ cho các bác xem thôi nhé. Xuống 16 độ này. Đấy. 16 độ nhé. Đấy. Con này em bán với giá 3,4 triệu nhé. Các bác nào chốt hàng vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 0983 329 755 giúp em với ạ. Hẹn gặp các bác ở clip tiếp theo ạ. Xin chào các bác.